Rồi chúng ta gõ chữ AP, upload, tức là tải cái ứng dụng vô đó. Thì chúng ta lấy cái file này chúng ta load vô. Nhưng mà cái file này chúng ta để chỗ nào mà nó đơn giản thôi, nó là vô một trong hai folder thôi, nhiều khi là nó vô sâu quá hoặc là nó vô trong một folder có chữ tiếng Việt á là nó không có load được. Nên mình để desktop là dễ nhất, hay là để D đó là nó được. Mình kiểm chọn S to history để nó nhớ lần sau khi ta khởi động máy lại chúng ta xài thì khỏi load lại từ đầu là được luôn, làm một lần thôi. Rồi load. Khi mà nó ghi là kdim.lsv successfully load là load thành công rồi đó, rồi nhấn close rồi đóng lại thôi. Cần cắt thì chúng ta gọi chữ CD là cắt. CD enter, chọn những cái kích thước cần cắt. Enter rồi kích vào điểm đại diện thì nó cắt ngang qua. Muốn cắt chỗ nào thì nó mình dừng chỗ đó thì nó cắt cho mình. CD enter. Rồi chọn kích cần cắt, enter, kích điểm đại diện là cắt cho mình. Đó, như vậy đó, cắt trên kích thước. Rồi,